Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Thưa quý vị, theo kết quả phân dụng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021, trong số 540 ấp khu phố đã có 475 ấp khu phố nằm trong vùng xanh bình thường mới, trong đó có một điểm dùng cam và 70 điểm dùng vàng, có 58 ấp khu phố nằm trong vùng vàng nguy cơ, trong đó có 15 điểm dùng đỏ và 23 điểm dùng cam, có 5 ấp khu phố dùng cam nguy cơ cao và chỉ còn 2 ấp thuộc dùng đỏ nguy cơ rất cao ấp Châm thuộc xã Suối Dây, quyền Tân Châu và ấp Hội Thanh thuộc xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Quỹ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân doanh nghiệp tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lưu ý các dùng nguy cơ đỏ cam vàng xanh được xác định theo phạm vi ấp khu phố do Quỹ ban nhân dân cấp quyền phân loại định kỳ hoặc khi phát sinh yếu tố dịch tại mới. Các dùng có thể chuyển quá, thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Chi tiết bản đồ phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo ấp khu phố của chính đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh được cập nhật rõ nét chi tiết theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên fanpage truyền hình Tây Ninh nhà tại địa chỉ https 2 2 xuyệt www com xuyệt Tây Ninh TV Tây Ninh phân dụng cấp độ nguy cơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất. Thân mến chào tạm biệt.